Thống kê World Cup 2022, những con số đầy bất ngờ World Cup 2022 đã chính thức khép lại với chiếc vô địch đầy xứng đáng dành cho DT Argentina. Hãy cùng điểm qua những thông số đáng chú ý xuyên suốt hành trình giải đấu. Vô địch Argentina Á quân, Pháp hạng 3, Croatia hạng 4, Maroc DT Argentina và DT Pháp đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết cực kỳ hấp dẫn. Hai đội đã có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục để khép lại trận đấu với 6 bàn thắng được khi chia đều cho mỗi bên trong 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ. Tại loạt sút luân lưu, Argentina đã giành chiến thắng 4-2, qua đó chính thức lên ngôi vô địch World Cup, còn Pháp đành ngậm ngùi với ngôi vị Á quân. Trong khi đó, ở trận tranh 3-4, Croatia đã đánh bại Maroc 2-1 để giành lấy thứ hạng 3 chung cuộc. Với ngôi vị vô địch thế giới, Đợt Argentina đã thống trị những giải thưởng cá nhân danh giá, trong khi Á quân Pháp chỉ có một danh hiệu vua phá lưới của Mbappé vua phá lưới, Kylian Mbappé Pháp 8 bàn cầu thủ xuất sắc nhất, Lionel Messi Argentina cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Enzo Fernandez Argentina thủ môn xuất sắc nhất, Emiliano Martinez Argentina giải thưởng fair play, đợt anh tổng số bàn thắng toàn giải, 172 bàn nhiều nhất từ trước đến nay, trung bình 2,69 bàn trận đội ghi nhiều bàn thắng nhất, Pháp 16 bàn đội ghi ít bàn thắng nhất bị, Đan Mạch, Qatar, Tunisia, Seoul cùng một bàn lượng khán giả tới sân, 3.404.252 người, 53.191 người trận cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất. Lionel Messi, Argentina, Bruno Fernandes, Bồ Đào Nha, Harry Kane, Anh cùng 3 pha kiến tạo đội để thủng lưới nhiều nhất. Costa Rica, 11 bàn đội thủng lưới ít nhất. Tanzania, 1 bàn trận đấu có nhiều bàn thắng nhất. Anh 6 2 Iran trận đấu có cách biệt lớn nhất. Tây Ban Nha, 7-0 Costa Rica trận đấu có nhiều khán giả tới sân nhất. Argentina vs Mexico, Argentina vs Croatia, Argentina vs Pháp đều diễn ra trên sân Luceu và có 88.966 người theo dõi trực tiếp trên sân. Đội tuyển có nhiều trận thắng nhất, Pháp 5 trận, đội tuyển có ít trận thắng nhất Canada, Đan Mạch, Qatar, Serbia. Sự yêu không trận đội tuyển có nhiều trận thua nhất Canada, Qatar 3 trận đội tuyển có ít trận thua nhất không kể Luân Lưu, Hà Lan không trận đội tuyển có nhiều trận hòa nhất không kể Luân Lưu, Croatia 4 trận đội tuyển có ít trận hòa nhất Australia, Canada, Costa Rica, Ghana, Iran, Bồ Đào Nha, Qatar, Saudi Arabia, Senegal. Thụy Sĩ không trận cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân thi đấu Etiba Hutchinson, Canada, 39 tuổi 298 ngày cầu thủ trẻ nhất ra sân thi đấu, Yasufa Mokoko, Đức 18 tuổi 3 ngày huấn luyện viên cao tuổi nhất, Luis Van Gaal, Hà Lan, 71 tuổi 123 ngày huấn luyện viên trẻ nhất, Lionel Scaloni, Argentina, 44 tuổi 190 ngày.